Xin kính chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt ở nhà của anh Tú ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số phô mai đế thú nè. Giá thì không nghĩ ha, mong quý vị ủng hộ cho anh Tú. Này thú quái luôn. Rồi, chào Rồi anh. chào Tâm, kính chào đại gia đình mình. Tú tiếp tục giao lưu 35 phô mai vàng đế quái của chú chị. Địa chỉ đê ấp Long Hòa, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại giao lưu là 0917771666. Vẫn là bao sóng nhiều phi ship toàn quốc ạ. Rồi để không trùng những cái like trước, clip trước, mình lấy ký tự mã đầu tiên là 136 nha của chú chị. 19 quanh. Đế thú nào vậy? Rồi 136 này 1.200.000. Rồi 1.200.000. 137. Cao 90. 25 hoành. Rồi 25 hoành 800. Rồi 800. 138. Cao 80. 20 hoành. Rồi 650. Rồi giá mềm 650. 139. Cao 1 mét. 24 hoành. Rồi 1.100.000. 1.100.000. 140. Cao 90. 23 hoành. Rồi 700. Rồi 700. 141. Cao 80. 20 hoành. Rồi, thu gõ nét luôn. Rồi 141 này con thú rõ nét dán 1.000.000. Rồi 1.000.000. 142. Cao 1 mét. 19 hoành. Rồi 550. 550. 143. Cao 1 mét. 23 hoành. Rồi 750. Rồi 750. 144. Cao 1 mét. 20 hoành. Rồi 900. Rồi 900. 145. Cao 95. Hoành 22.
Rồi 800. Rồi 800. 146. Cao 80. 21 quanh. Rồi 450. 450. 147. Cao 80. 20 quanh. Rồi 800. Rồi 800. 148. Cao 80. Hoành 22. Tay cạnh rất đều quá nha. Bảy trăm. Rồi, 700. 149. 18 quanh. Cao 77. Rồi 500. 500. 150. Cao 77. 21 quanh. Rồi 500. Rồi 500. 151. Cao 70. 22 quanh. Cũng có hai chân chịu trước nha nha. Nó hơi nhỏ nè. Mình nằm như con thú vậy. Rồi 750. 750. 152. Cao 65. 23 quanh. Rồi 700. Rồi 700. 153. Cao 80. 22 quanh. Rồi 650. 650. 154. 20 hoành. Cao 40. Bốn trăm. Rồi 400. 155. Cao 90. 23 hoành. Rồi 800. Rồi 800. 156. Cao 90. 19 quanh. Rồi 600. Rồi 600. 157. Cao 68. 19 quanh.
Rồi 550. 550. 158. Cao 90. 21 hoành. Rồi 700. 700. 159. Cao 1 mét. 21 hoành. Rồi 450. 450. 160. Cao 98. 21 hoành. Rồi 600. 600. 161. Cao 86, 19 hoành. Rồi 600. Rồi 600. 162. Cao 1 mét. 21 hoành. Năm trăm. Năm trăm. 163. Thú quýp nè. Con thú nè. Cao 80. Hoành 20. Đó, nó nằm nguyên cái mình đó. Rồi, 1 triệu 2. 1 triệu 2. Thú rõ nét đó nha. 164. Cao 1 mét. 25,5 hoành. Rồi 800. Rồi 800. 165. Cao 1 mét. 24 hoành. Rồi 1 triệu. Rồi 1 triệu. 166. Thú nữa nè cả nhà. Đi, cao biết. 90. Hoành 26. Đây, hai chân trước. Mình ở đây. Rồi con thú này 1 triệu 2. Rồi 1 triệu 2. 167. Thú luôn. Rõ nét. À. Cao 90. 24 hoành. Rồi 1 triệu 2. Rồi 1 triệu 2. 168. Cao 95. 23 hoành. Rồi 700. Rồi 700. 169. Thú nữa nè cả nhà. Rồi thú luôn. Cao 80. 18 hoành. Để quên lấy cái kìm cắt cái này nè. Thấy cái kìm đó không? Thôi khỏi đi. Này này gì mình cắt cái rễ này nha.
Đó, đưa hai trò hai chân này rõ nét liền. Rồi 1.400.000 rồi, 1.400.000 170 cuối clip ngày hôm nay, cao 90, hoành 24 rồi, để đặt luôn. Rồi 170 cú clip giá 800.000. Rồi 800 thôi. Kính mong quý cô chú anh chị cùng quý anh chị mình xem và ủng hộ giúp Tú. Kính chúc đại gia đình mình luôn luôn dồi dào sức khỏe và luôn gặp được nhiều sự an lành trong cuộc sống. Và xin cảm ơn. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Cảm ơn quý vị ủng hộ cho anh Tú. Xin chào và hẹn gặp lại.